Hello tất cả anh em nha, và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bistergy đây, và chào mừng đã quay trở lại với cái series mà Bistergy chơi đối cho chiến lược 14 này anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục thực hiện nhiều thử thách mà tất cả anh em đặt ra cho mình nha. Nên nếu như anh em nào có ý tưởng gì hay, hoặc là thử thách nào, hoặc là meta nào mà mình chưa làm mà anh em muốn mình làm á, thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái nha. Thank you anh em rất là nhiều. Và nếu như anh em xem ta hay thì đừng quên để lọc like, bấm đăng ký kênh cũng như là cái chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nha anh em ơi. Đó là động lực rất là lớn cũng như là nó miễn phí mà, nên mong anh em ủng hộ mình nha. Ok, thì ngày hôm nay nhận được thử thách cũng như là ý kiến của rất là nhiều nên thì mình sẽ làm gọi là Vayne X3 găng bảo thạch, và cùng với đó là kết hợp thiện xà với lại là u hồn nha. Nhưng mà khi mà cầm Vayne X3 găng á thì mình luôn ưu tiên nha em ơi, đó chính là Vayne u hồn tinh anh đó. Tại vì nó sẽ giúp cho mình có gọi là X6 u hồn mà không cần thì vàng, cũng không cần kiểu như là u hồn mà nhân tạo á. Nói chung là chỉ cần u hồn tinh anh thôi là đủ rồi. Tí nữa vào đây cố gắng kiếm con Castle, rồi con Revenge, rồi con Lila bỏ vào là ok. Thì như anh em có thể thấy là mình đang có một con Vayne tinh anh u hồn và đã lắp đồ sẵn luôn rồi. Nhưng mà mình chưa có bỏ vào. Thứ nhất á, là mình đang fit máu. Thứ hai á, là mình đang có thần tài mà anh em ơi. Nên cứ bình tĩnh. Fit máu là được đồ, được tiền, với lại là còn được lấy đồ trước đi nhá. Thì ngại gì mà không fit đúng không? Tại vì thần tài này á, nó ra cho mình cực kỳ sớm nha. Nhưng mà mình chưa có bỏ vào sớm được anh em ơi. Tại vì nó rớt ra con Zin, nó ra con Tamke, nhưng mà con Enmi á thì ra 2.4, 2.5 gì đó thì nó mới bắt đầu ra lận. Nó thực sự là mới bỏ vào đây thôi. Thì chủ thua hai trận này á là chủ thua hai trận thần tài luôn nha. Tại vì lúc trước á là mình đã thắng một trận rồi. Nó giờ fit cũng được nên mà không sao hết. Ok, chết sơ qua đồ hình thì ôi được có nhờ, được đấy, ra tướng ok đấy. Cái đồ hình này ăn được người đá ta. Không biết anh em sao chứ mình thua người đá cũng vài lần. Nói chung là những cái kỷ niệm mà không đáng nhớ cho lắm. Nhưng mà thua sắp mặt. Ôi, ông này thằng tài tên anh, 5 thằng tài luôn rồi kìa. Có Kata, Jin, Tamken, Annie cái kiểu luôn kìa. Ông đó mà có Siyu sớm là what the fuck luôn á. Vãi sò chứ miếng luôn á. Ok, hiện tại thì mình đã có một cái găng rồi nha. Rồi cố gắng rút thêm một cái găng nữa là có hai cái găng luôn anh em ơi, là đẹp luôn nè. Rất găng với lại rất gậy là ok. Xong rồi nếu mà không rất găng được thì cố gắng rất đai lưng đó, để mình ghép cái lá cờ dây kia là ổn nha. Tại vì khi mà con Vayne nó cầm cái đồ này với lại là nó kết hợp với cái tem thiện xạ với lại là u hồn này thì nó sẽ không có tốc đánh nhiều anh em ơi. Nên mình cần phải có gọi là cái lá cờ dây kia. Nếu như mà được thì mình sẽ ghép để nó búp đó, tăng thêm vài chục phần trăm tốc bắn, bắn cho nó sướng chứ anh em. Ok, mình sẽ cố gắng mình roll Vayne 3 sao ở level 5 nha. Chừng nào lên được level 5 với lại có tiền lãi là mình sẽ bắt đầu roll nha anh em ơi, chứ bây giờ thì chưa cần cái lắm. Vayne 3 sao bây giờ lên được thì cũng không có bỏ vào sai rồi đâu, bình tĩnh thôi. Tạm thời là có 5 con rồi nè. Đây, nó rốt ra cho mình Kata, Enmi, Zenith, rồi rồi Tamken các kiểu luôn nè. Giờ nó mà ra con Kata tinh anh hay là Zin tinh anh mà thần tài hay là con tầm Ken cái kiểu thì được có nhờ. Nhưng mà mình lỡ biết tin anh Vayne rồi, không sao. Thằng ta thì lúc nào mà chơi mà trẻ được đúng không em, chủ yếu là làm đồ dị nè, bắn cho nó sướng nè. Thì trận này thì mình sẽ kết hợp Vayne với 6 u hồn nha. Tại vì Vayne cầm 3 găng á, mình sẽ cố gắng mình tối ưu cái lượng sát thương mà nó gây ra được trong mỗi đòn bắn. Tại vì cái đòn bắn lan của nó là có thể gây được chí mạng nha, với găng bảo thạch. Và thật sự là khi mà kết hợp với 6 u hồn á, nó nảy chí mạng thì đừng hỏi vì sao mà thốn luôn nha anh em ơi, cực kỳ thốn luôn. Nên mình mới ưu tiên là Vayne u hồn thì mình mới làm cái thử thách này, còn mà Vayne thiện xạ thì mình sẽ không làm nha. Vayne thiện xạ thì mình đã có từng làm Vayne song đấu rồi, đã bắn rất ok hơn rất là nhiều. Nhưng mà để mà chơi Vayne mà ba găng á thì bắt buộc phải là u hồn, bắn nó mới phê, nảy đèn nó mới ghê gớm. Tại vì 4 thiện xạ với lại là 6 thiền xạ anh em ơi thì nó khác biệt một cái là nó nảy được thêm một lần nữa và gây được thêm chút sát thương khi mà nảy đến thằng thứ ba. Nói chung là khác biệt có một tí thôi, nhưng mà kết hợp với 6 hồn nó sẽ khác biệt lớn đó. Tại vì nó sẽ cộng thêm gần 70% cái lượng sát thương mà Vayne gây ra được, và cũng như là cộng thêm sức mạnh kỹ năng nha. Nên là thật sự là u hồn nó bá đạo hơn nhiều. Ơ thắng à, rồi nổ hũ hơi sớm rồi anh em ơi. Hũ 3 nha, cái này là hũ thần tài 3 trận thua nè. Có gì đây? 2 tướng 4 đồng và
Một cái đai lưng. Ơ, đai lưng rất đồ hợp lý đó nhờ. Đai lưng rất cái đồ hợp lý phết đây em ơi. Ngon nghẽ luôn. Cái này mình chưa ghép đồ nha, mình vẫn tiếp tục mình fit máu nha em ơi. Tại vì 66 máu mà fit được thêm nữa. Từ từ, trận này có một ông AFK nè. Mình sẽ tiếp tục chơi chủ thua nha. Nếu như em chưa biết là tầm chủ thua 2 trận trở lên á là đã có cơ hội rất là cô rồi. Nên cố gắng thua tầm 2 trận xong rồi thắng lại đó, tăng tỷ lệ rất là cô hay là rất đồ là được. Cái này thua đi mà sao thắng hoài nhìn hơi hơi ảo nhờ. Ờ à, thua này em ơi, ngon. Đấy, thua gì là đẹp nè, thua tầm 1 con đến 2 con là rất là đẹp nha. Đội hình mình cũng tính ra cũng không yếu như lắm nha. Ủa mình cần cái găng mà Revenge cầm găng như này về bán, thật sự là nhìn cũng hơi tiếc đó nhưng mà phải bán thôi. À, mình cũng đã từng làm gọi là Revenge 3 sao 3 mũ với lại là Castlefair 3 sao 3 mũ rồi, cả Morgana các kiểu nữa em ơi. Thật sự là toàn siêu phẩm không á. Nên anh em nào mà chưa xem thì có thể ghé vào kênh của mình xem nha. Ở trong phòng video hết đó, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Toàn những video siêu phẩm không đó, xem là nghiện luôn. Và mình cũng đăng rất là nhiều video meta khác để giúp anh em leo rank và cũng như là cập nhật thêm meta mới cũng như là những cái đồ dị. Anh em nào muốn xem thì có thể bấm vào phần video của mình xem nha. Thank you anh em nhiều. Nhìn qua nhìn lại thì mình còn 60 máu mà ông kia vẫn còn 100 máu á. Nhìn cũng hơi nản á nhờ. Ok, bắt đầu roll tí nha anh em ơi. Roll về này 3 cái đã, ra được hay không? 85 đồng. Roll bắt đầu từ 85 đồng nha. Không ra thì thật sự là chỉ có xui thôi chứ không có gì nữa. Chỉ có xui thôi anh em ơi. Không ra nè, roll hơi bị nhiều đó. Oh shit. Một con. Roll sắp mặt luôn thôi được một con anh em à. Tuyệt vời không? Hai con. Cái này mà nó không ra 5 con Vene trước. Ồ, 3 con, hợp lý. Một con nó lên được luôn nè anh em ơi. Nice sir. Ây da, lại nổ hũ thần tài sớm rồi. Cái này mới thua có 1 trận chứ nhiêu anh em. À, thua có 1 trận thì cái chủ thua 1 này nó không ngon trên lắm. Ghép đồ luôn nha. Cái kiếm bép với lại là cái đai lưng kia thì tí nữa là chắc chắn luôn á nha. Thì mình sẽ ghép lá cờ dưới kia. Nhưng mà tí nữa ghép sau chứ bây giờ thì chưa cần cho lắm. Đấy, tiền không. Chủ thua 1 thì chỉ có tiền thôi. Lâu lâu để rớt ra tướng thôi, không có gì hết đó. Vậy này đâu rồi? Một con hả nào? Ừ, không ra hả? Mày ra không này? Đấy, không ra thì cũng bắt buộc phải ra mà anh em ơi. Tại vì tiền nhiều mà. Roll hồi đó cũng phải ra thôi. Roll gần 50 đồng nữa, đâu phải là ít. 50 đồng thì hơi xạo một tí nhưng mà nó cũng tầm tầm vậy đó. Ok, hai con u hồn đầu tiên thì kiếm khá là dễ, là con Vayne với lại là con Thoret. Nhưng mà con Casso với lại là con Revenge thì hơi khoai. Hồi nãy mà chủ thua 3 mà nó rớt hai con tướng 4 tiền kia là không phải ai chót cái kiểu á. Mà nó rớt ra con Revenge hay là con Casso là mắc binh hơn em ơi. Có 4 u hồn từ mắc sớm luôn á. Anh em thấy không, Vayne nó bắn kìa. Uầy. Uầy, one shot đấy anh em. 7.300 đam à. Và trong đó hơn một nửa đam là sức thương chuẩn. Wow. Anh em cứ để ý cái lượng đam mà con Vayne nó bắn nha. Nó đẩy chí mạng là hơi bị đau luôn á. Đây, 4 thiền xạ vào nha anh em. Chừng nào có Revenge hay là có cast á thì mình sẽ bỏ 4 u hồn vào nha. Anh em xem, anh em cứ để ý nha. Con Revenge cái lượng đam lộn với con Vayne cái lượng đam mà nó bắn ra nè. Nó bắn một phát là không phải là một thằng đâu. 4 thiền xạ thì bắn một phát là 3 thằng đó nha anh em ơi. Một mũi tên trúng 3 con chim. Đó. Và bắn nãy chí mạng là hơi bị đau luôn. Hai cái vàng vàng là cái gì đây? Ôi, ra một đống tướng 4 tiền và 3 tiền nhưng mà không có con nào là u hồn hả? Được quá nhờ. Rớt đồ cũng hơi xui đó anh em ơi. Đánh giá rớt đồ là hơi bị xe đeo hột gà đó. What the fuck. Rớt đồ hơi kỳ á anh em ơi. Không có găng, không có gậy. Mà mình tưởng nó rớt hai cái màu vàng vàng kia là ít nhất là cũng phải rớt ra một cái thì vàng đúng không anh em? Hay là rớt ra một cái Nerco đi. Toàn tướng không ạ. Được quá nhờ. Ok anh em ơi, ghép cờ dây kia luôn nha. Anh em xem bên đây nó bắn nè. Xem nè. Ôi. Ôi.
Vậy này làm hết chứ gì nữa. Nó bắn một phát á là trúng ba thằng nha. Mà nó bắn cái thằng đầu tiên á thì cái thằng đứng cạnh cái thằng đầu tiên với lại cái thằng đứng cạnh cái thằng thứ hai á là chết hết nha anh em ơi. Tại vì nãy chí mạng quá đau đi, thật sự là quá đau luôn á. Ok, mình sẽ cố gắng up level 8 sớm nhất có thể nha. Kiếm revenge rồi cá xong rồi nếu mà hơn thì ra đi chợ lượm được con Lilia. Nhưng mà ra đi chợ này thì mình sẽ cố gắng mình ưu tiên lấy gậy hoặc là cái lấy găng trước nha anh em. Tại vì mình đang còn thiếu một món nè. Lấy một món xong rồi tí nữa mong là nó rớt ra đồ chuẩn thôi chứ bây giờ biết sao giờ. Tí nữa đánh quái á mà đồ mà rớt đẹp nhất á nha là nó rớt ra cho mình một qua là cái găng hay là cái gậy đi. Xong rồi rớt ra thêm một cái đai lưng nữa để mình ghép thêm một cái lấy cờ dây kia là mắc binh hơn em. Đồ đẹp nhất luôn á. Ôi, mình nó bắn được đó nhờ. Ây da, đang bắn mày bị mù kìa, chịu nha. Giờ kiếm u hồn khá là khó nè. Anh em nào xem thấy hay thì đừng quên để làm like ủng hộ mình nha. Thank you em nhiều nha. Giờ chơi chủ thu thần tài có quá muộn không anh em? Hay là vẫn được nhờ? Tại vì chơi chủ thu tầm 2 trận trở lên thôi thì mình đã có cơ hội là rớt ra đồ rồi hoặc là rớt Neko rồi. Mà chơi hiện tại thì mình chỉ mong rớt ra đồ thôi. Chứ Neko bây giờ thì không cần thiết nữa. Uầy, ông này top 1 cuối cùng cũng đã thua một trận rồi. Nhưng mà nhìn cái đồ hình của ông nhìn hơi nản á nha. Dinh sắp 3 sao, Timo cũng sắp 3 sao luôn rồi. Ấy gặp luôn nè, bản sao anh em ơi. Ông top 1 nè, làm ta. Uầy, nó nảy kìa nè ơi. Bị mù rồi. Wow. À, phải đã bắn được thêm cái nữa là chết hết hai đứa luôn rồi. Hơi xui, đánh giá là hơi xui nhưng mà được. Cái này thua ok nha anh em. Cái này thua hai con mà là bản ảo nữa, nó không có con bét á, nó không có trừ máu thêm anh em ơi. Cái này là thua ngon á. Thua từ hai trận chơi lên á là có cơ hội nhận được đồ rồi. Là ngon rồi. Lý Sinh cầm gậy à. Ok, được luôn. Lấy luôn nha. Trước lúc đi chợ thì mình đang phân vân là không biết nên lấy găng hay là lấy gậy. Nhưng mà nhìn con Lý Sinh 5 đồng mà cầm gậy như này thì không lấy cũng hơi uổng. Mình đã cũng có từng làm gọi là Lý Sinh 3 sao mới mà này mà. Đá một phát cúp luôn á. 3 sao Lý Sinh pháp sư nha. Nên là mà chưa xem thì ấy, nên vào xem thưởng thức cái video đó đi. Đá cực phê luôn. Ôi, Revenge Torres, ok luôn. Ok luôn bạn ấy. Nâng cấp, bỏ con ai chót ra nè. Rồi. Thần tài thì tạm thời là chưa bỏ được đây nha. Đang chơi chủ thu thần tài mà sao bỏ được anh em. Giờ thu thêm trận nữa có khi là đẹp luôn á. Nhưng mà với cái đồ hình của mình hiện tại thì khá là khó thua rồi. Khá là khó thua, nói thiệt luôn. 4 thiên xã, 4 u hồn. Vậy nè đồ như này thì nó bắn banh chành ho lấy hẹ luôn chứ thua nổi gì nữa. À, người anh em đam mê 6 thần tài. Người anh em. Trời ơi, bên này nó bắn kìa anh em. Holy sh. Wow. Wow. Anh em xem nó nảy chí mạng đi thì anh em sẽ hiểu thôi. Mấy con tam ke này nhìn hơi bị nản luôn á. Vút rồng là nó chặn được một đống sát thương của mình luôn rồi. Giúp gai nữa. Má ơi. Ồ, tính ra cái này thua ngon nữa anh em ơi, thua một con. Ngon luôn, nhưng mà ông này lại ngon á, ông này ngon hơn mình. À, ông này chơi 6 thần tài nè. Ông này mình mà snowball được cũng hơi căng á. Mà làm sao thua mình thua ngon anh em ơi, thua một con. Nãy giờ thua tầm 1, 2, 3 con không à. Sướng đâu. Tí nữa mà nổ hũ nó rớt ra đồ thì mắc binh à. Rớt ra đồ còn thiếu á. Trận này đánh giá anh em chơi hơi nhiều thiên xạ nha, giành tướng hơi bị nhiều đấy. Mình nhìn con tam ken ông kia cũng nản được chưa? Ông lắp cái vuốt rồng anh em ơi, mình thì găng, ông lắp cái vuốt rồng hết đam chứ gì nữa. Hết đam luôn chứ gì nữa. Mấy hôm nay thì vay này nó bắn chắc 3 phát chết mạng quá. Đúng thiệt anh em à.
Ok. Ông tam kia này nãy thắng mình là do hơn thôi. Hơn thôi nha, nghĩa là hơi hơn nha. Ok, nổ hũ nè, nổ hũ nè. 3 trận thua nha anh em. Any sắp 3 nè, căng. Neko. 3 trận thua của thằng Tài rớt được một cái Neko với lại là một xíu tiền anh em à. Một xíu tiền thôi chứ không phải là một đống, chứ không phải là một đống tiền. Ok, rất găng đây bạn ơi. Đồ đẹp nhất bây giờ có thể rớt á là găng với lại là đai lưng, đấy là đẹp nhất nha. Cung gỗ à, giáp lưới à. Ô, ô, ngon, đủ đồ luôn anh em ơi. Đủ đồ mà đồ đẹp luôn nè. Lúc đầu rớt ra cung gỗ với lại giáp lưới nhìn hơi toan nhưng mà mấy cái món sau rất chuẩn nè. Cho thằng Tài cúp nha, thằng Tài cúp nha. Đủ rồi, chơi gì đủ rồi, cái này bỏ. Lấy cái u lột, lấy cái linh hồn để búp thêm tốc đánh nha anh em. Đây, trời ơi, cái đồ này là đồ mắc binh chứ gì nữa anh em. Cái đồ này là cái đồ mắc binh. Mình nghĩ là lắp thêm một cái dây chuyền hay Solari luôn đi. Dinh này là dinh support nha. Dinh này là dinh support anh em ơi. Đấy, đồ búp mắc binh chứ gì nữa. Bỏ thêm cái linh hồn vào cho Jumi nó Timo búp thêm tốc đánh là mắc binh hơn. Cái nó bắn nè, anh em xem nè, giờ nó bắn nắm lực nè. Đấy, tự nảy tự chết, biện Timo bắn mù, hơi khó chịu nha. À, top 1 của chúng tôi nè, top 1 gặp đội hình mình cũng tịch ngòi liền anh em ơi, tịch ngòi liền. Đánh sao nổi. Ồ, Lilia luôn, ngon. Giờ thiếu một con Castle thôi anh em ơi. Giờ thiếu một con Castle thôi, mà mình muốn được 6 ô hồn với là đội hình chuẩn nhất á thì phải là level 9 đó em à, lên level 9 thì mới đủ slot. Cố gắng lên level 9 nha. Máu mình cũng còn đủ đầy à. Mình chưa ghép cái giao điện vội tại vì ghép cái giao điện hơi phế, đợi tí nữa không sao. Dầm ba con vết xong đấu này. Con nó chọt anh em ơi, lộn con nó bắn nè. Oai. What the fuck. 8.500 đam đồ hình bạn có 7 đứa à. Mà anh em xem ơi, nó bắn 3 phát đầu tiên là mất 3 đứa rồi. Đồ hình bạn đúng 7 đứa nha. Mà con Vay này nó bắn 3 phát đầu tiên mất 7, mất 3 đứa thì còn có 4 đứa chơi nữa. Bắn thêm vài phát nữa thì mất hết rồi. Nhà mình còn gì đâu bạn ơi. Yumi 2 lên luôn bạn ơi. Giờ mong con Castle nó tự ra là mắc binh. Ồ, Andy sắp 3, Kata sắp 3, Nunu sắp 3 luôn. Nunu 3 luôn. Căng. Ông này cũng level 8 hơn 50 tiền nữa này. Anh em chẳng này đánh gắt thế. Ồ, Andy 3 luôn kìa này. Ông thằng Tài đó, cơ hội mà để được top khá là cao đó. Bắn đây, bắn đây. Trời ơi, trời ơi. Vai đai. Thế này thì chơi gì nữa. Ông kia giết xong đấu sắp lên 3 star luôn kìa. Căng đó nhờ. Cái xô kìa anh em ơi, nhưng mà cái xô cầm đại bác thì không thơm. Lấy bây giờ đẹp nhất thì coi thử rồi, coi thử có cái gì. Mình đang phân vân là không biết có nên lấy cái máy chiếu yêu không nè. Tại vì nó có một cái máy chiếu với lại là có một cái lá cờ dưới kia. Mình đang phân vân giữa hai cái đó anh em ơi. Hay là một cái hắc đồ nhờ. Hắc đồ mất hết rồi. Mình nghĩ là máy chiếu không cần thiết cho lắm á. Lá cờ dưới kia đi anh em ơi. Mình xét qua rồi thì máy chiếu chọn này thì không cần cho lắm anh em à. Cứ mắc búp cho Vayne nó bắn thôi là được. Trời ơi, cái đồ này thì cái đồ mắc binh chứ gì nữa anh em ơi. Vayne. Từ để mình roll con cast nha. Để mình roll con cast nữa là mắc binh à. Zillion, Revenge. Có zone này các kiểu luôn. Ở đây rồi, Castle. Cái này thì
bỏ ai chót ra nhờ, ai chót đi nè. Đây độ hình mắt binh, đồ mắt binh cho Vayne luôn, cái gì nữa nè em ơi. 6 ô hồn, 4 thiên xạ, Vayne 3 sao, 3 găng, cộng với đó là 3 cái lá cờ dây kia. Nó bắn thì thôi rồi. Anh em xem kìa. Ai chịu nổi đây anh em. Wow. Oh shit. Oh shit, hơn 10.000 đam. Hơn 2 chấm tốc đánh. Mặc dù là không có đồ nào tốc đánh cho nó, nhưng mà búp quá nhiều đi. Búp quá nhiều đây mà. Mình đang phân vân là không biết bỏ, nên bỏ con Zillion vào hay là để con Yumi xài đây. Để con Yumi xài thì mình được thanh tốc đánh, nhưng mà để con Zillion vào thì nó mạnh hơn em ơi. Con Sen vào cũng được nè, tại vì team mình đang khá là thiếu tăng á. Đang roll nốt một Revenha với là cái Soul 2 em ơi. Không ra thì chịu đấy. Ây da, sẽ gặp ông Timo thế này. Gặp Timo bắn mù đúng nạn luôn á. Nhưng mà làm sao, trước khi nó bắn mù là mình bắn hết rồi. Trời ơi, what the fuck. Anh em thấy con Timo không? Nó crit lên một phát 1.500 đam bốc hơi luôn anh em ơi. Cái đạn mà nảy á nha, cái đạn mà nảy của con Vayne á, nảy như nảy nó thằng thứ 2, thứ 3 luôn á. Mà nó nổ đam cái phát thứ 3 một phát thôi Vayne. Timo chết luôn. Hơn 1.500 đam anh em. Mình không thể tin được luôn á. What the fuck. Nổ đam mắc ảo quá. À. Cái này là bị hò chắc rồi nè, hò chắc luôn. Mà không biết cái ông kia còn sống hay không thôi. Ông kia thì lão hạt bú con rồi, chắc chắn là còn sống rồi đó, nhưng mà ông kia. Trời, một máu. Đúng là chơi thần tài thì lúc nào cũng có được bà độ anh em ơi. Thần tài cái này là bà độ rồi. Ủa, giết 3 sao xong đấu, Kalista 3 sao luôn. Thằng này có hai ông đam mê thần tài nha. Đánh giá là đặt thằng tài đánh hơi nhiều nha. Để lóc thôi ta. Được rồi nhờ. Cái thằng này mà nó rớt ra thêm một cái lá cờ dây kê nên mình không biết nói gì hơn luôn á. Nếu mà zone là được 2 sao sớm á, mình bỏ vào luôn nha anh em ơi. Tại vì zone nó trừ dép lại là kháng phép á, vậy nên nó bắn thì thôi rồi luôn á. Nhưng mà lên được 2 sao thì mới bỏ vào nha. Còn không thì thôi. Revenge 2 nè, Sen 2 nè, có AZ luôn nè anh em. Lilia 2 nè, AZ tiếp nè. Vậy đấy. Mình nghĩ là Sen đi anh em ơi. Con Yumi này mặc dù á là búp tốc đánh với cái hệ linh hồn, nhưng mà mình nghĩ là không cần thiết cho lắm đâu. Mình đã có ba cái lá cờ rồi. Mà đợi nó có mana xong rồi nó sạch skill nó búp tốc đánh thì cũng hết giờ. Ok, độ hình binh lắm luôn rồi đó. Không nâng cấp được nữa nha em ơi, độ hình như là mắc binh rồi đó. Giờ lên được Timo hay là Zina là hết đó. Trời ơi. Một máu nữa. Ôi, thằng này nó có bị sao nhờ. Một máu hai ông luôn rồi. Vãi đái, ông kia được 4 máu à. Hai ông một máu luôn, thiệt luôn rồi anh em. Shit. À, ông 4 máu kia đi rồi. Ủa, Revenge không mua lại ra tiếp à. Roll nốt luôn ta. Gặp ai đây, gặp ai đây. Ok, ông này mình nghĩ mình thắng được anh em à. Ông này mình nghĩ mình thắng được. Ui, nổ đam một Timo 2.500 đam. Vát cái đấy, anh em biết tại sao không? Cái lúc mà con Vayne nó chuẩn bị bắn á, là con Lilia nó ngủ. Mà con Lilia này anh em nên nhớ nha, là Lilia 2 sao kết hợp với 6 u hồn. Nó ngủ, con Vayne nó bắn cái nổ thứ 3 một phát chết luôn em ơi.
2.500 đam vải sồi à. Thế tin được luôn anh em à. Hai con Venom đó nè, lột hai con Revenge nó cho lên 3 star luôn nè, lên được hay không này? Không được thì thôi. Không được thì thôi anh em ơi. Lên được Zina là được rồi, đồ hình mắc binh rồi, ghép giao điện luôn nha. Mình nghĩ là cái ván này là ván cuối rồi đó. Ui, ông kia qua quýt rầm đung ra đồ mắc binh ha. À, rồi không kịp rồi, rồi không kịp rồi bạn ơi. Rồi đánh giá là hơi chậm nha. Ồ, mấy cái đồ hình pháp sư này, thằng Venom nó bắn cái đồn thứ ba là bốc hơi hết luôn á, thề. Cái đồn thứ ba là bốc hơi hết luôn anh em. Thắng luôn ta. Ừ, thắng luôn nè, ok và tất cả đó nha, tạm biệt em, hẹn lần sau nha. Hãy chắc rằng nhớ like và share một nhé. Bye bye.